câu chuyện kể trong ngày cho trang nhật ký. 2. Chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn lúc này là buổi gần trưa. Hôm nay bên ngoài tiết trời chuyển lạnh. Nằm ngoài trong buồng cũng chán. Do đó tôi muốn đi rảo một vòng. Đi ra ngoài thì tôi thích dùng điện thoại để ghi hình, kể chuyện, đi tìm các cái sự kiện để ghi lại và tạo ra câu chuyện đời thường. Chuẩn bị đi ra ngoài đảo một vòng, do đó tôi xỏ vào xỏ thêm cái quần nhiều túi. Có nhiều túi thì đựng được nhiều đồ. Quần rất là nhiều túi. Túi sau, túi hông, túi trên, túi dưới. Ra ngoài thì mang dài tiện hơn. Tôi xỏ thêm cái áo. Cái áo có túi để máy. Đem theo power. Có khi xài lặt vặt. Kiến dùng để nhìn xa. Pen, cây viết. Đem theo cây dao hướng đạo. Nó có thể giúp ăn uống, làm đủ thứ chuyện. Cái remote để chụp hình, đeo vòng mắt Phật. Tôi sẽ đem theo những cái điện thoại, mỗi một cái điện thoại dùng để ghi một cái dạng hình. Vậy là xong. Hôm nay thì không đội nón. Đó là tôi chuẩn bị đi dạo phố. Khởi hành. Đây là con đường hẻm.
đi theo đường hẻm này thì tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi, quẹo trái ra đường Nguyễn Trãi. Ra đường Nguyễn Trãi thì tôi sẽ quẹo phải để đi đến đường Nguyễn Biểu. Đến đường Nguyễn Biểu thì tôi sẽ đảo một vòng để rồi đi ra đường Trần Hưng Đạo. Vừa đi vừa tự ghi hình. Để làm story. Cây này hình như là cây ngào. Ở đây người ta trồng rất nhiều những cái cây xanh chung quanh nhà. Cây xanh trang trí nhà cửa. Nắng ui ui. Trời vào những ngày lạnh. Tôi đã sắp ra đường Nguyễn Trãi. Đây là đường Nguyễn Trãi buổi gần trưa. Xe cộ đi theo hướng này là về Sài Gòn, còn đi theo hướng này á là vào chợ lớn. Bây giờ thì tôi sẽ đi theo hướng này để đến đường Nguyễn Biểu. Đường Nguyễn Trãi buổi gần trưa. Ở đây nhiều căn nhà vài tháng là người ta đã cất xong. Trước mặt là một căn nhà vừa cất xong. Trên đường có xe bus 68. Chạy qua khu chế xuất Tân Thuận. Bên kia là Eva Sport, bán đồ thể thao cao cấp. Đường Nguyễn Trãi có rất nhiều tiệm thời trang. Nhiều người đẩy xe bán nước uống, bán đồ ăn. Xe bán sữa đậu nành. Đây là con hẻm đi vào nhà tôi. Tôi đang thả bộ trên lề đường Nguyễn Trãi, bán dừa. Đi ngang tiệm sửa xe gắn máy. Trường Đại học Sài Gòn. Trường này xây trên cái sân đá banh của trường Bác Ái trước năm 1975. Đây là sân banh của cái trường Bác Ái.
xe bán bánh mì. Bánh mì thịt nướng. À, ở đây bắt đầu cho mướn để bán quần áo, làm cái chợ quần áo. Bán đồ thanh lý tồn kho. Người ta bán quần cục 3 cái 100 ngàn. Đường Nguyễn Trãi buổi gần trưa. Lúc này nắng ui ui. Trời chuyển lạnh. Trời cuối năm chuyển lạnh. Đi ngang khu bán đồ nội y phụ nữ. Bên kia hồi xưa là trường Bác Ái. Dãy nhà ở phía trước là vẫn như cũ. Còn đây là tiệm bán đồ nội y. Không, đi vòng vòng. Ở đây người ta bán nón, bán quần áo. Mỹ Linh. Bánh mì Mỹ Linh ở góc đường Nguyễn Biểu, Nguyễn Trãi. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Tôi sẽ đi theo đường này để ra đường Trần Hưng Đạo. Đây là đường Nguyễn Biểu. Tôi đang ở trên đường Nguyễn Biểu. Rồi lúc này là buổi trưa. Đi ngang tiệm bán đồ điện thoại. Ở đây bán các cái phụ kiện của điện thoại di động. Vừa đi vừa ghi hình. Bán các loại củ. Chỗ này là tạm chờ xe bus. Xe bus 68. Phở. Tiệm phở Nhiên. Phở lẩu bò 40.000 đồng một tô. Đô mấy. Bán gà nướng.
bánh ngọt, đủ loại bánh ngọt. Tiệm photocopy, rất nhiều tiệm photocopy. Hớt tóc. Tôi đang thả bộ trên đường Nguyễn Biểu buổi gần trưa, đi ngang cái khu những người thích cờ tướng. Ở đây có cái khu hội tụ những người thích cờ tướng. Nơi đó tập trung những người thích chơi cờ tướng. Nắng ui ui. Nói là tiết trời lạnh lạnh nhưng mà ra ngoài vẫn rất là nóng. Ôi bức. Đi thẳng nữa thì tôi sẽ ra đường Trần Hưng Đạo. Tôi đi ngang đường Phan Văn Trị, nơi có quán hủ tiếu A Hòa. Lúc này ở đây là buổi trưa. Tiệm không quá nhìn. Tiệm bánh ngọt. Tiệm bán bánh ngọt. Ở đây muốn ăn gì thì bạn cứ thả bộ đi theo đường, cái gì cũng có bán. Bưởi, các loại bưởi. Xe bớt. Người ta xài đèn led ít hao điện, do đó có thể treo rất nhiều loại đèn. Sắp dẹp rồi. Bún chỗ bào nước đá. Cái bông lài. Cái bông lài rất thơm. Ở đây người ta bán đồ linh tinh. Bán cái mét, flop, dớ, đủ thứ.
đã đến ngã tư Nguyễn Biểu và Trần Hưng Đạo. Ngã tư Nguyễn Biểu và Trần Hưng Đạo. Đây là ngã tư Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo. Ở đây có cây xăng Petroimex. Giá xăng ngày hôm nay nếu đi thẳng bạn sẽ qua cầu chữ Y Agribank, đường Nguyễn Biểu, đèn đỏ thì xe dừng lại. Bên kia đi thẳng sẽ qua cầu chữ Y để vào quận 8. Đổi đèn. Nhờ hệ thống đèn giao thông, do đó cái lưu lượng xe ở trên đường được điều khiển rất có trật tự. Đây là ngã tư Trần Bình Trọng, Nguyễn Biểu. Tôi đi vào đường Trần Hưng Đạo. Ngã tư này rất nhộn nhịp, lượng xe cộ rất là đông. Tôi đang ở trước đường Mẫu Giáo Mai Anh trên đường Trần Hưng Đạo. Lúc này là buổi trưa, nắng chói chang. Đi lòng vòng ở đây tôi cũng lấy được nhiều hình. Tự chụp cho mình những tấm hình. Dọc theo các cái bồn có nhiều cái cây xanh rất là đẹp. Tôi chụp những tấm hình này. Đường rất là cao, đường Mẫu Giáo Mai Anh rất là cao, mặt tiền rất là đẹp.
ở đây người ta thu hồi giấy, gọi rác giấy. Những người thu mua giấy đến đây để giao cho xe. Rảo một vòng thấy được rất nhiều chuyện. Người ta thu mua giấy, biện pháp chống dịch. Đây là các thông báo về chống dịch. Những thứ không xài tôi ra đường Trần Hưng Đạo. Đây là chỗ chờ xe bus. Chờ xe bus thì mình ngồi ở đây. Ngồi ở đây là để chờ xe bus. Xe bus tới thì mình phải đứng ra phất tay thì nó mới dừng lại, còn nếu mình ngồi im thì nó sẽ chạy luôn. Rảo một vòng chụp được rất nhiều hình. Mang theo khăn ướt để lau mát, một đầu là bên khô, hai đầu một ướt một khô. Như vậy là đi ngoài đường sẽ lúc nào cũng có khăn mát lau mặt. Tôi đi đến nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Đây là nhà mồ Trương Vĩnh Ký.
tôi đã vào nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Ở đây có điểm tâm, lúc này dẹp rồi. Đây là nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Tôi có thể dùng cái phone. Để ghi hình. Ghi cảnh nhà mộ. Ở đây sân rộng, thành ra người ta cho gửi xe. Bên đây thì người ta làm cái chỗ bán đồ ăn điểm tâm. Cùng lúc tôi dùng hai cái phone để ghi lại cảnh nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Đây là nơi mà anh Trương Minh Hiếu có một thời ở Gò Công lên đây ở trọ để học. Ở Việt Nam chỗ nào cũng có di tích. Ở đây là khu nhà mồ của họ Trương. Cửa lớn thì thông ra đường Trần Hưng Đạo. Ở đây còn có một cái cửa nhỏ nữa, cái cửa bên hông. Cửa bên hông á thì thông ra đường Trần Bình Trọng. Cửa nhỏ hơn thì thông ra đường Trần Bình Trọng. Có hai cửa thông ra những con đường rất nổi tiếng
đường Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo. Ở đây là cửa thông ra đường Trần Hưng Đạo. Văn chương hội địa chủ ký pháp quán thiên địa. Tên Phúc Ký là một nhà ngôn ngữ học. Ông thông thái cả chữ Hán và chữ Nho. Do đó, ở phần 1 của Phúc Ký chúng ta vẫn còn thấy những câu Hán nôm, những câu chữ Hán nôm. Phía sau là cái phần mộ của nhà họ Trương. Bây giờ thì tôi sẽ ra về. Nhà tôi gần đây, thành ra khi rảo một vòng thì tôi thường ghé vào những nơi có ý nghĩa để lấy hình, để kể chuyện. Tôi sẽ chụp cho mình một số hình ở trong đây. Ngày nay chụp hình rất dễ. Ta lấy hình canh sáng, sau đó bấm vào nút tròn là chụp. Kia là tiệm mắt kiến Việt Pháp. Bên đây là nhà mồ. Bây giờ thì tôi sẽ theo đường Trần Bình Trọng để về nhà. Đây là đường Trần Hưng Đạo. Chỗ này người ta bán nhiều loại đá phong thủy. Trần Hưng Đạo buổi gần trưa. Chạy xuống đường Chợ Lớn. Nếu đi đường kia thì sẽ ra bờ sông Tàu Hủ, tức là đường Võ Văn Kiệt. Còn ở đây là nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Đường Trần Hưng Đạo buổi trưa. Người ta
ta bán đồ điện thoại. Đi số hả? Dạ. Không có mua. Ngã tư Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo. Khu nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Dọc dọc trên đường người ta đặt rất nhiều những bàn thờ. Đi thẳng sẽ ra đường Võ Văn Kiệt. Tôi đang trên đường Trần Bình Trọng và đi về nhà. Đây là một cái nghề rất lâu năm. Ủy ban Nhân dân phường 2 quận 5. Ở đây thì có xe lo, xe emergency. Chạy nhanh đến nhà thương. Ở đây người ta xây một cái trường học. Chỗ này có đặc điểm là có một cái cây rẽ đôi. Đây đường của khu nhà thờ họ đạo chợ quán. Lighthouse Acoustic Coffee Cocktail. Ở đây là tu viện Mến Thánh Giá. Bạn thấy một cái cây dầu lên trên thì nó chẻ đôi và phát triển to lớn và rất cao. Người ta mở rất nhiều những cái tiệm spa, tiệm sửa chữa sắc đẹp.
tôi đang thả bộ trên đường Trần Bình Trọng, đi qua các khu thuộc họ Đạo Chợ Quán. Nhà tôi ở gần đây. Tôi sắp đi tới nhà thờ họ Đạo Chợ Quán. Có chiếc xe đạp với cái giỏ là bạn cũng có thể đi bán đồ trên phố. Đây là xe hủ tiếu. Tiếu giò xương. Cảnh sinh hoạt trên đường phố. Xe đi giao dừa. Tôi đi ngang nhà thờ họ Đạo Chợ Quán. Lúc này là sắp lễ lớn, do đó nhà thờ trang trí gắn rất nhiều những ngôi sao. Những ngôi sao lóng lánh về đêm với ánh đèn rất đẹp. Bán trái cây. Đây là nhà thờ họ Đạo Chợ Quán. Bạn thấy buổi trưa yên vắng. Người ta đã trang trí chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Vào đây rồi. Rất nhiều cảnh đẹp, bạn có thể chụp hình thỏa thích. Hang Bethlehem, nơi Chúa Hài Đồng Giáng Sinh chào đời. Ở đây có hai cái trường, một bên trái bên phải là Trần Bình Trọng B, trường tiểu học Trần Bình Trọng B và trường tiểu học Trần Bình Trọng A. Đức Mẹ Maria. Đại sảnh đường người ta dựng cây thông lên rồi, rất là đẹp. Vào đây chúng ta sẽ có được những tấm hình ngày lễ
Merry Christmas rất sinh động. Tháp chuông. Cây Giáng sinh kim tuyến. Khung viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Buổi gần trưa. Vào đây nghỉ mát, gió hiu hiu, cây rậm rạp, do đó ở dưới mặt đường phủ đầy bóng mát. Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời. Đây là khung viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Ở đây người ta bắt đầu trang trí, treo đèn sao để chào mừng ngày lễ lớn, Ngài Chúa Hài Đồng Giáng sinh ở hang Bethlehem. Con đường dẫn vào giảng đường thông với đường Trần Bình Trọng, quận 5. Trên hàng rào thì người ta bắt đầu gắn những đèn sao. Những đèn sao về đêm sẽ rất đẹp. Buổi trưa đóng cửa lớn, mở cửa nhỏ. Đối diện là mắt kính cao thắng. Đây là đường Trần Bình Trọng. Tôi đang thả bộ trên đường Trần Bình Trọng. Chỗ này có trung tâm Anh ngữ, học tiếng Anh ESL Hoa Kỳ. ESL là English Secondary Language, tức là ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Những người mới qua Mỹ đều phải học ESL, coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Nếu đi thẳng thì tôi sẽ đụng đường Nguyễn Trãi. Dọc theo đường là những tiệm sửa xe gắn máy. Rất nhiều những tiệm sửa xe gắn máy. Tôi sẽ đi tắt theo đường hẻm để về nhà. Thay vì đi ra đường Nguyễn Trãi
thì tôi quẹo vào con hẻm 120. Trước 75 con hẻm này người ta gọi là hẻm Trúc Giang. Trúc Giang là một nhà dạ nhạc rất là nổi tiếng. Đi thẳng theo con hẻm này thì chúng ta sẽ tới Tịnh Xá Từ Đức, nơi đặt hài cốt của rất nhiều người quá cố. Ở đó sáng chiều tối để nghe kinh kệ. Nhà ở Việt Nam thường có sân. Trên sân thì người ta trồng cây xanh, trồng rất nhiều cây xanh, chẳng hạn như những cây khế, cây mận. Ở đây mùa đông cây vẫn xanh lá, lá không úa vàng vào mùa thu và rụng trụi như ở Quincy. Quanh năm lá vẫn xanh, hoa vẫn nở. Buổi trưa thì Tịnh Xá Từ Đức cũng đóng cửa. Nhiều người vào đây cúng kiến, thăm thân nhân những người quá cố. Tịnh Xá Từ Đức, tiếng Hoàng thoại là Chư Tợ Chân Sửa. Đây là cây mận, cây khế, starfruit. Tới cây mận. Đi theo con hẻm nhỏ này thì tôi sẽ đi về nhà, đi tắt về nhà. Sau khi rảo một vòng, tôi ghi được rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh đó khi cho ghép lại thì nó có cấu trúc của một câu chuyện kể. Story. Bông giấy. Ở đây người ta trồng rất nhiều bông giấy. Loại bông có sắc mà không có hương. Đi lên một đổi nữa, quẹo trái thì tôi sẽ về nhà. Đây là những căn nhà trong hẻm. Những căn nhà trong hẻm người ta cất rất cao. Đường thì nhỏ mà nhà thì rất là cao. Đó là đặc điểm của những con hẻm ở vùng Sài Gòn Chợ Lớn. Tôi đã về tới nhà. Kết thúc câu chuyện. Chào. Xem hình ảnh và nghe âm nhạc.
đêm năm cũ. Đây là những chùm hình tôi chụp trên đường một buổi trưa. Buổi trưa đi dạo phố. Trên đường khi nhìn thấy cảnh sắc, tôi thường dùng cái điện thoại của mình để lấy hình. Tôi cất những tấm hình này lên trang nhật ký của mình. Những lúc rảnh rỗi tìm xem lại cũng nhớ ra được rất nhiều điều, rất nhiều những câu chuyện kéo ra từ những tấm hình tôi đã chụp. Nó cho tôi thấy cái cuộc sống hiện thực của mình, những thứ mà mình có, những thứ có chung quanh mình. Nó giúp cho tôi trau dồi được ký ức tuổi già.